bà Manchester City mà sao mấy miền rừng đồ cục qua ở phần đấy cứ bắn to pi Premier League Bà và ban sầm rạch chào Manchester City bị bọt bấm pin bà bà Herang và Thọ bà và đó từ chiêng mùi rồi cả lần này bà cho ơn mình tên và bắn to pi ba ca sơ bằng kết ở dạp bê buôn chân năm và bà tăng pi chân năm pi bọn đập bầm bay lộn mà tôi nâng đập lại chân năm pi bọn mà phải pi và buôn chân năm này ca sơ bằng kết Premier League ban chào và charge chào bà người bà chào lời chụp bắp nữa và bà Club Manchester City tha ban bấm pin cho bà phải đánh và thọ nâng đó từ chuyên mà rồi cả anh ấy kết pi rồi viên chân năm pi bọn bầm buôn mà tôi nâng pi bọn đập bầy miền Tây đã bị bầm bùn chín năm nữa tăng pi mà hai tay sai đi vùng ở rap và rap rúm nữa và chỗ mà club và trở ban Premier League đầu khởi thác ban bầm pin cho bà phải đánh vào thọ nâng chỉ tràn hay số thác bầm pin nâng bầm pin là bị mệt và tôi là chốn đài tam lan bảo tốt và còn gì thua lưới và hưởng cho bà financial fair play cho bà bà cầm hạt cà chai vì ấy nên lúc xem xe nhớ nữa và nhớ nơi khăn ông cứ bẹp từ nâng ca sự bằng kết ở bờ Premier League và lơ phân này ở rành và thọ ở bờ bà Manchester City và bị bua tam play cho bắp cứ tha tí muối không thuyết vào rốc nè lên pin thuyết vào rốc đôi chơi UEFA Champions League bà UEFA Cup để xem gì đám nâng cứ thật nó còn UEFA nơi không chụp bắp rồi bỏ UEFA bà đại cái miền mua tha financial fair play để ai để dễ bàn tha chụp bắp cầm hất ca trái vì và hai môi tiết và cứ nơi khả năng lịch và tên này môi như môi nó có cái miếng chụp bạp và toa bỏ kê phòng đài và khả năng có khăn Premier League và có miền và nơi chụp bạp bẹp bọn tờ nâng financial fair play nâng đài và hai nơi khả năng lúc cứ trớ phơ rồi bài ca hả rãnh và thọ và chăm cho nằm và đài Premier League và tìm tia ai và tìm tia ai nhà người bà ta bài đọc bài ca ca hay là người thọ và chăm cho lắm chỉ môi nâng tu lấy chẹt lẹ bà mắc lo ọt miên ca khai mà làm ở vậy thế mình lơ mình khoai và đầm bấy đăng ông pi sở than là phép hay là người thọ bỏ club này môi bà nâng và thà thật thề dùng vài ngày ọt ấy chẳng bà nè và hay bần to pi ca xưa bằng cái từ và của bạn đâu khơi vì sự nạp Premier League tham ban bấm pin đó là chiêng mà rồi cả này bà và còn chào đấy lớp pin này từ tiết cái tập cái chào Man City tham ban bấm pin là chiêng mà rồi cả này bọn tận năng bật phải nhặt phải trở lại người thọ nữa thêm chàng chào mui cả này tiết tha mân xã hạ ca chỉ mui Premier bà League không ca sừng kê năng tiệt bà phải pin ở hàng Manchester City vĩnh có ban tranh giật đây thay ca mũi bằng hai phía nhập áo và bằng hai phía nhập áo chấm buộc ca trao tặng ngon và hãy Manchester City ban này dây thá buộc có mình ban vừa khó ấy tệ và hãy ban hãy miên phó tàng cướp cron đồng bấy ca pi luôn và vừa lớn ít Premier League đồng rồi ai Manchester City từ to tăng cái đấy chỉ mỗi nâng cái nạn cam mà cái ai great mùi và chỉ mỗi nâng cái nạn cam mà cái ai great mùi và chẳng Manchester City quạt bàn để dây thắng quạt hẹp áo hay giờ vậy để chỉ ca cho bậc cao nên cứ mình bứt to từ sau và hay quạt miên phó tăng chỉ ba loa đồng bay ca pi luôn và hay quạt bản thay em tha vụ quạt nâng đọt sai pa nhà hàng đi ao chop shop group đồng bay bằng chop rương ra ứ hỏi đa mục một bỏ club làng bình dẫn nè và club Manchester City bây giờ này dây ông pi bỏ bọt bình tích tứ và tăng dương dương kích chập tăng pi sầm mây sầm bồ lùi sầm mây khăn khá điện và pi bòn bầm bay và pi bòn bầm bay nơi pê đài cơm hôn Abu Dhabi United Group và châu tinh club Manchester City trong khai cả nhà cho năm pi bom bay bằng to pi mà sẽ thay thay và tây tạng này dù đồng trái thạc xin xin và trá và pê nu có chỉ pê đài Manchester City bàn bom bay ở tất cả cam mùi phong đài nửa pê nu cho năm pi bom bay nóng đáo tinh sai bởi chút Brazil là Robinho vì Real Madrid trong tầm lại ở tất cả cam xam sập pi chạy trăm liên thao cả nó cả phí đọc rạc nà môn vâng nóng chờ nữa xam pi và
លោក Roberto Mancini ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ពីតំណែងអ្នកចាកាហើយជំនួសវិញដែលលោកManuel Pellegrini ហើយនៅខែឧសភា2018មែនស៊ីធីក៏បានឈ្នះជើងឯកព្រីមៀរលីកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកเป๊ปการ์ดิล่าជាមួយនឹងកំណត់ត្រាពិន្ទុច្រើនបំផុតនៅក្នុងរដូវកាលបាទជ័យជំនះច្រើនដងបំផុតនៅក្នុងរដូវកាលហើយនឹងក្របបាល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងរដូវកាលផងដែរបាទខែឧសភា2018មែនស៊ីធីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកเป๊ปการ์ดิล่าដដែលខ្លាយទៅជាក្លឹបបងលេខទំបងគេដែលឈ្នះពានក្នុងស្រុកទាំង 4 តែមិនដែរបាទនៅក្នុងខែឧសភា2021បាទមែនស៊ីធីបានឡើងទៅវគ្គប្រៃព្រាត់យូហ្វាឆេមប៊ីនស៍លីកជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែកាលនោះគួរស្ដាយចាញ់ឆែលស៊ីមួយទៅ0បាទខែឧសភា2021មែនស៊ីធីបានឈ្នះជើងឯកព្រីមៀរលីកបាទជាលើកទី6បាទហើយនឹងជាពានរង្វាន់សរុបទី12របស់ក្លឹបចាប់តាំងពី Abu Dhabi United Group ចូលគ្រប់គ្រងក្លឹបក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ 2008មកបាទបាទហើយតើ Man City បានថាលូតលាស់ដោះដាលយ៉ាងម៉េចខ្លះតាំងពី Abu Dhabi United Group ចូលគ្រប់គ្រងក្លឹបខែកញ្ញា 2008មកទល់នឹងពេលនេះបាទគឺទី 1 Man City រកបានចំណូលច្រើនបំផុត ក្នុងកម្រិតអតិថិកម្មរបស់ក្លឹបបាទកាលពីរដូវកាល 2021-22 កន្លងទៅនឹងដោយរកបានប្រាក់ចំណូល 613 លានផោនបាទហើយទូទាត់លាត់សោយផាត់ថ្លៃចំណាយថ្លៃពន្ធថ្លៃអីទៅគឺចំណេញ 42 លានផោនក្នុងរដូវកាល 2021-22 បាទ613 ក្នុងខែមករា 2023 បាទ Manchester City ឈរនៅទីកំពូលនៃបញ្ជីក្លឹបបាល់ទាត់បាទដែលមានចំណូលច្រើនបំផុតប្រចាំឆ្នាំបាទជាលើកទី 2 ជាប់គ្នានៅពីលើ Real Madrid ទៅទៀតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណូលបាទដែលតែចាត់ថ្នាក់បាទដោយបាទក្រុមហ៊ុន Deloitte Analytics បាទបាទ Man City បាទពីនដែលប្រកាសឈ្នះតាំងពី Abu Dhabi United Group ចូលគ្រប់គ្រងខែកញ្ញា 2008 មកទល់ពេលនេះគឺឈ្នះជើងឯក Premier League 6 ដងឈ្នះជើង FA Cup 2 ដងឈ្នះ EFL Cup ឬក៏ League Cup ហ្នឹង 6 ដងឈ្នះ Community Shield 3 ដងបាទប៉ុន្តែនៅអត់ឈ្នះ Champions League នៅឡើយទេដែលជាគោលដៅដ៏ចម្បងមួយរបស់ប្រធានក្លឹបបាទម្ចាស់ក្លឹបបាទមួយទៀតនោះគឺថា ចាប់តាំងពីខែកញ្ញា 2018មកដែលជាពេល Abu Dhabi United Group បាទមហាសាយសារីជាវងអារ៉ាប់រួមបាទមកទិញក្លឹប Man City 15 ឆ្នាំមុនហ្នឹងបាទគ្រាន់តែការចាយលុយលើការនាំចូលកីឡាករថ្មីថ្មីមកក្នុងក្លឹបសរុបទៅគឺ 2.38,000,000 ឬក៏ 2.1,000,000 ផោនបាទដែល Man City បានចំណាយ 15 ឆ្នាំនេះលើការនាំចូលកីឡាករបាទ Man City ក៏បានបំបែកកំណត់ត្រាតម្លៃផ្ទេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League 2 ដងដែរគឺកាលពី 2008 ទិញ Robinho ពី Real Madrid ហ្នឹងតម្លៃ 32.5 លាន pound ដែលជាការទិញចូល Premier League ថ្លៃបំផុតមិនធ្លាប់មានបាទហើយនឹងម្ដងទៀតគឺ
chăm pi pon phải mũi pel dial man city và tên check grealish không nằm lại bằng bài công tram mà rồi liên pound pi aston villa và bữa nay nằm lại năng là bằng bài đòi enzo fernandez để chelsea tiếp tục tính bị benfica thay thay năng và ấy pep pon từ năng forward này ca đã toàn là cam lơ manchester city pep pon từ năng ca bằng pin play hà lan thọ năng có thua biến này và ca pi chăm pi pon mà phải và cả bị chăm pi phòng thấy bảy chăm muốn này và ông có phép các đồng bào toàn phía bờ đã gặp thả UEFA nữa và cứ giả bòn là bảo toàn phía bờ UEFA và ban chào thả Manchester City ban bấm pin dạng thun thô bập financial fair play rồi viên chăm pi phòng đập pi mà tôi đang pi phòng đập mùi hồi bên đó UEFA ban đặt bấm ram Manchester City mà nói lên pin phía bờ pi chăm và hay nâng pin này chỉ lối xây tiệt. Còn bên trái nơi không chăn nam đồ đại nu, Man City ban đăng một thô, đăng chụp toa từ tòa la ca cái là Caracas và cứ Court of Arbitration for Sport và CAS nâng. Còn CAS ban tụm lẽ cháo, bọt cháo rồi bó và sẽ cái đây xem lại rồi bó UEFA. Man City có đôi luôn lên trong bên đây thông ra lên pin ở đó với thông ra là hốt mà tôi là hoàng ấy nâng và hơi cán đó rầm lực tới cán đó đại là pipon mà pay nóng UEFA ban chào Man City đã toàn cam Man City ấy nóng một pel Man City đăng trên nhạc đây nơi là cái lá gì ấy nóng cứ UEFA ban sụp ẩn kết từ lời club Manchester City bằng top pi tiệt nào vào đây the Spiegel và là móng ban chọc sai ai cả sao bay thề cả bị khai với cả pipon đập bầm bay đòi chào bậc căn Manchester City thả ban bầm bao tu lên tập trạng bị cơm ăn ôp thầm đầm bay ở mưa tới tha bàn sponsor chơn lôi chơn chẳng chạy tới vì ăn lơ chấm nốt vì ăn bấm pin chấm bắp financial fair play chẳng tới bà đó về sự kế tới bà có bàn đặt pin này Man City mình nói lên pin ở đọc pin năm mình đang pin này chỉ prai chơi xem xét tại toa mắt Man City bắt đăng chấm toa tới từ là ca cái là Court Arbitration of Sport nữa bà có tụm lẽ cháu bọt cháu ấy đang tưởng ơ và hỏi cùng miên ca đi côn điên cả nông thang tụi là ca xì lùi ấy chẳng hạn và nay về còn là chỉ ca cháu tập gan pi mà nuôi mà chìm nuôi nè và nè là mình bình chất mình sợ bài chất mình ca chai lùi chờn bọn mình thì bọn ấy chẳng hạn và PSG nó có miên miên cái cháu cái ấy chơi cháu này với khang bật thiên la lì gà khang ấy nó có xa cháu này được thằng chơi chai chai mãi mổ vô cái lá khô lo lo tự ở ấy chẳng hạn hay mấy bạn chơi mình khó chứ bảo phải là do phải là play sai ấy chẳng hạn và sườn kẹt mưa đây chẳng tới điểm chẳng và này ấy bẹp bòn từ nâng cao rồi khơi như là bao Premier League thay thay nâng bản toa bị sườn kết buôn cho năm pi pi bòn đập bầm bay màu và Premier League bàn rồi khơi tham Man City nâng bầm pin cho bập hà lan và thọ tiền là bao Premier League tiền là bao UEFA nâng người ta sẽ đọc tới chiêu mà rồi cạn này và nơi không nút miền đôi chia bẹp bòn từ nâng thà rồi bay cả prạ sầm non rồi có prạ khai đã bằng tại oi cái lá co bằng tại oi nhẹ chất ca và pi đã đề ca pi pon và muốn pi pon đáp mà tôi lưng pi pon đập pi pon đập bấy và pel đại lược rồi bắt đầu mình sẽ đi nơi chỉ nhẹ chất ca hay nâng cái lá co và pi đầu viên đã đề ca pi pon đập đập muối đập pi pon đập ram đập muối và của nhẹ chất ca pel máu mình tay tang oi việc hao em xem và hai pel phải chọc tuần tí và sau còn trám thở son thong anh xem xem và cái lá co và có chân đôi kia đá và bạn đang còn là bị chớn và cứ bạc khai và hay cả tê bị lập môi được lập môi và tầm lại của man ấy của man và ao lập môi chay ta chân bạc khai và man phía rồi mà nẹt được coi chân chẳng ở được còn mà gì mà những cứ bẹp con là hướng lôi về đánh thọ và nơi không được bài ca năng ai và tại Manchester City cũng có bạn bị che hơi tha hiệp áo chìm bu hồ vây đại chỉ cả chào bỏ Premier League hơi triệu quân đội dịch sát đồng bay to tăng cái đấy nếu chấm phu một cái nhà cam ai gửi muối và đồng bay chùm re sờ la ở ở nơi rồi ca chọn bậc căn tiền lại nắng đại mình sẽ thấy ai ăn thá chỉ ca chọn bậc căn đại mình bật và như này và nãy giờ hai bẹp pon từ nâng toàn là cam và bẹp pon từ toàn là cam thà ta và sân bà rô khơi biểu tập hiệp men và men sẽ sơ sẽ thi nâng nâng rông toàn là cam một mạch khá và toàn là cam nâng men thì bị chôm chân và sân ba rồi khơi bị rồi tập hiệp tháp bớt chỉ khó men này giống thế này và
rob tang pi ca pa ca bacuot ba rưu co ao lên ca bacuot mới chừng nào mua làm quên ba rưu co ca cam bình tu đôi nơi dùng tu mấy thằng mấy nó cắt đập ram bình tu bình tái còn là cạn lấy dùng tu mình đôi tình đang cạn lấy bằng mình thì đi ba khó cái này ba còn là bẹp phong tình đang phải làm thọ đài còn là sản phẩm xây cái này nhớ ba ai miễn chỉ ca bình đấy là hốt đó đó chương ai Premier League ba Premier City đang được tiền ba bẩm môi chương ai Premier League đài mình thì chỉ này nó có phải chôm là cả độ tiền bản thân thì tập thun ngô mình thế đó nè rồi còn ngôn ngô chương đi được tiền nó cứ cắt tùm lẹ Man City chân chỉ Premier League mà ba anh chẳng sao tại chỉ toàn là cam đài Man City phải chôm ba bản thân bà đâu không biết đâu tập tiếp ngôn ngô đôi ca chào và can men ba tại mà tôi bên ấy toán miền ca bình chuyện tha nâng treo biển đấy bạc nào thế pru mà giáng men sự thí có nâng mà to tăng cái đây ca bị pru này bộ men thấy ăn thọ bán thấy khó thế bà ớt đây có trong đại tha ớt miền bẩm pao tu lấy tình này bài ca anh thọ xem xe bà đôi chỉ cách prom riêng cho mỗi sponsor của man này dân tư ba cách prom riêng đi nu prạ chấm nôl phải trăm tháng ngày phải trăm khai phải trăm tháng năm tha operating cost nữa bà tập lại phật bạc ca giờ mà chỉ nâng bà tại nhà là bài ca ở Premier League ở chè lẹ ở bắc lo hay chẳng tư và chẳng ở vậy vậy cứ mình toàn bắc lo thay dựng máy tê và còn đại chi ở vậy đại chi ai chỉ riêng để ai cả láng tam là dẹp bọt phải nhặt bắp bọt bọt Premier League đi nuôi chẳng tư mệt ra đi mệt ra nuôi và bọt thôn của mình đi bình đây chơi bọt thôn của mình đi bình đây cho bọt ra đi bình đây bọt này bọt nói chẳng á na và chẳng toàn là cam trong mấy vị ai miền trai hơn và rob tăng pi ca ca bạc cuốt mình ao lên và rồi rập tăng pì ca ao lên ca bạc cuốt là chè lẹ làng vinh của miền và rồi có cắt phần tụ và độ trường ai Premier League chân vinh và ca cắt phần tụ ca tụm lẹ chân bị Premier League bị chè đào miền tây ấy nít cứ chưa rương à sau thông bằng phát mình thọ miền là không bằng vật sạc Premier League ấy thái miền này và từ tài lượng mỗi năm còn tay của miền này có chân màu bằng hai ca mình pin chất này nè con trâu vào mình thì ấy mà chúng nó có ba lượt lang này tha mạch ban Premier League và chân tại men thì muối và cầm xem xây sớm kết đây ta sớm kết menu sớm kết Chelsea ấy xem xây sớm chờ này mạch ban sẽ chân tại men thì muối và ngày đang tụi bây giờ nè cái đó vậy vậy mình toàn chỉ ba lo mà rồi phải rồi thì và còn là ở vậy đã bị ai cả lại và